Mày đang kiếm này hả? Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Chán. Sao? Không có tao mà định lấy hết sữa của tao phải không? Tao đã đánh dấu rồi, nên mày đừng có hòng mà uống. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Thiệt là quá đáng. Sao mặt em không vui á? À? Có chuyện gì hả? À, anh biết rồi còn hỏi em nữa hả? Em rồi kêu bỏ cái áo đi mà không chịu, cứ giữ hoài, mỗi lần nhìn thấy nó lại khó chịu. Chết thiệt rồi. Chết cái gì mà chết? Sao anh nói với em là anh ký hợp đồng rồi mà? Thì ký rồi, nhưng mà chưa kịp đóng dấu. Bây giờ bên công ty đó đòi ký hợp đồng với công ty khác rồi. Trời đất ơi, cái hợp đồng quan trọng như vậy anh phải lo ký trước cho nó nhanh chứ. Tại nhiều việc quá rồi cái anh để đó rồi cái tự nhiên cứ quên luôn à. Trời ơi, sao trên đời này có người lỡ tơ mơ giống như anh vậy? Ba mà biết được là chết anh luôn á. Anh hay quá, bây giờ mà còn lo ba biết hay không nữa. Cái quan trọng là bây giờ nó đang ảnh hưởng tới công ty kia kìa. Trời ơi là trời, cái chuyện quan trọng như vậy mà ba đi giao cho anh, đáng lẽ là phải giao cho trưởng phòng Kim lo mấy chuyện này chứ. Hết đường đi tin cái người ngờ ngợt giống như anh vậy. Nè, nhà chủ tịch công ty đó ở đâu? Em hỏi gì chị? Tìm hướng giải quyết chứ làm sao nữa. Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn bà chủ tịch ạ. Thế bà chủ, có người cần gặp ạ. Kêu vô đi. Cô cứ về đi, rồi tôi sẽ giúp cho. Dạ, dạ trong sự nhờ bà chủ tịch. Rồi. Đây cô này đây ạ. Dạ, chào bà chủ tịch. Đứng đợi tôi chút, còn cô đi làm việc của cô đi. Ủa, nãy cô nói cái này là cái gì tôi quên rồi. Dạ, cái này là nấm linh chi rừng quý hiếm lắm ạ. À, được rồi, tôi giúp cho. Về đi. Dạ, vậy chào bà em về. À, dạ. Ngồi đi. Dạ. À, dạ, thưa bà chủ tịch, tôi có ít quà biếu bà dùng lấy thảo. Cái gì đây? À, dạ thưa bà chủ tịch, đây là nấm linh chi tới cả trăm năm lần đó. Loại nấm này tôi nghe nói là tốt cho da mặt của bà chủ tịch lắm. Dạ lại còn tốt cho sức khỏe của ông chủ tịch nữa. Vậy hả? Đem quà tới đây chắc không chỉ để nói chuyện phím thôi đúng không? À, dạ, dạ thưa bà chủ tịch, tôi là vợ của phó giám đốc công ty thực phẩm Tài Hoa. Có nghe, cái công ty đó là cái công ty nhỏ xíu mà. Dạ, công ty của chồng tôi có ký hợp đồng với công ty của ông chủ tịch, nhưng mà chồng tôi có hơi sai sót. Thành ra tôi muốn nhờ bà chủ tịch nói giúp giùm cho chồng tôi một tiếng nha ông chủ tịch. À, vậy là hối lộ đúng không? Không, không. Không phải hối lộ gì đâu. À, chỉ là một món quà nhỏ thôi mà. Mong bà chủ tịch nói giúp giùm một tiếng thôi. Bao nhiêu năm cô vẫn không thay đổi. Ủa, bà chủ tịch bầu bà biết tôi hả? Chút chút. Cú đá cầm. Không phải đâu. Trời ơi không phải. Chắc chắn là bà chủ tịch không phải là người đó rồi. Xin lỗi bà chủ tịch nha. Hồi đại học tôi có một người bạn, cái mặt của cô ta giống y như cái bánh chưng vậy đó. Trong một lúc thi đấu võ với nhau á, tôi có đá trúng cầm cô ta. Thành ra tôi kêu cô ta là cú đá cầm. Nhìn thì cũng giống giống nhưng mà không phải đâu. Bà chủ tịch sang trọng hơn nhiều, không phải là bạn của tôi đâu. Là tôi đây. Hả? Là tôi. Thủy Bách Chân. À, Thủy Bách Chân, đúng rồi. Cô là Thủy Bách Chân mà. Làm ơn, nói chuyện với người khác đừng chỉ trỏ vô mặt, mất lịch sự lắm. Yeah!
Công nhận hồi đó tụi mình vui thiệt ha. Mà chỉ mới có một thời gian ngắn thôi mà mình thấy Thủy thành đạt và sang trọng quá à. Thành đạt cái gì đâu, cũng chẳng sang trọng gì. Mà nè, cái hợp đồng đó là cái gì? Bộ quan trọng lắm hả? Sao tới tận đây để tìm tôi vậy? Cũng là bạn bè với nhau, tôi nói thật cho Thủy nghe. Chuyện là chồng tôi có ký hợp đồng với công ty của ông chủ tịch, nhưng mà chồng tôi bị sai sót. Thành ra lần này tôi nhờ Thủy hết. Thủy giúp đỡ nó giúp một tiếng giùm với ông chủ tịch giùm tôi nha. Ủa nãy giờ nói nhanh quá nghe không kịp á. Cái gì? Vừa mới nói câu gì? Cái chuyện là cái hợp đồng của công ty. Không, cái câu trên kìa. Bạn á. Ừ, mình là bạn. Ủa, mình là bạn hả? Hồi nào vậy? Nói nghe nè, từ trước tới giờ tôi chỉ xem cô như là một kẻ thù. Tôi rất ghét cô và cô cũng rất ghét tôi. Cái gì đây? Dở thói côn đồ nữa hả? Mình xin lỗi. Một người có tính cách chợ búa, luôn cư xử như hành động thất học, suốt đời sẽ không bao giờ thay đổi được. Kẻ thất học. Ủa? Sao cô không đá tôi ta? Đáng lẽ tôi nói câu này cô phải đá tôi chứ. Tốt lắm. Biết khóa chân mình như vậy á. Tốt. Cái con nhỏ này. Cái gì? Nè, tôi nói cô nghe. Cô muốn nói chuyện với tôi phải xem lại mình có đủ đẳng cấp hay không. Hiểu chưa? Cái đồ mặt bánh chưng. Cái cục nhỏ này. Cái gì đây? Tính đánh tôi nữa hả?